kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Bài viết về An Lộc những năm sau trận chiến hè năm 72 của bác sĩ Quân Y ẩn. Những nhân vật được nêu tên trong truyện đều được đổi tên cho khỏi đụng chạm và đa số hiện vẫn còn sống. Nếu có trùng hợp với bất kỳ ai, xin nhận nơi đây lời thành thật xin lỗi của tôi. NNA ngày 27 tháng 1 năm 73 Hiệp định hòa bình Phải gọi là hiệp định ngưng bắn tại chỗ thì đúng hơn Được ký ở Paris Lúc đó tôi còn nằm trong trại tù binh Ở rừng núi Lạng Sơn, Bắc Diệt Tôi biết Theo tinh thần hiệp định Paris Thì tất cả Chữ tất cả phải được nhấn mạnh Tù binh quân và dân sự của hai bên Phải được trao trả cho bên kia Trong thời hạn chậm nhất là 60 ngày Tôi ở ngoài Bắc về Nam ngày 21 tháng 3 năm 73. Chỉ một tuần nữa là hết hạn trao đổi tù binh. Tiếp theo đó là thời gian coi như bị tạm giam bởi sở ba an ninh quân đội để điều tra về cái tội bị gì cộng bắt mà không trốn thoát hay vượt ngục. Cho tới khoảng tháng 5 hay tháng 6 gì đó thì tôi xuất trại an ninh quân đội để trở về đơn vị gốc của tôi là liên đoàn năm biệt động quân. Lúc bấy giờ đang hành quân ở An Lộc, Bình Long. Tôi không hiểu sao, nhưng thời gian đóng quân ở An Lộc đã đi vào tâm khảm tôi một cách sâu sắc. Mà bây giờ, ngồi viết những dòng này đã gần 40 năm qua, mà tôi tưởng chừng như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nên xin mạn phép ghi lại tất cả cảm nghĩ của tôi về thời gian ở trong quân ngũ và đóng quân ở An Lộc trước khi đi vào chuyện. Tình hình thị xã An Lộc sau trận đánh lớn năm 1972, an lộc sau trận tổng tấn công năm 72 vẫn không bị rớt vô tay địch quân và các đơn vị tử thủ đều được rút đi hết để thay vào đó là hai liên đoàn biệt động quân 3 và 5 dưới quyền điều khiển của đại tá Nguyễn Thành Chuẩn đương kim chỉ huy trưởng biệt động quân dùng 3 lên đó làm tư lệnh mặt trận lên đóng để giữ gìn những miếng đất nhỏ còn lại phải gọi là miếng đất nhỏ vì thị xã An Lộc năm 73 sau trận đánh vô cùng khốc liệt năm 72 thì hoàn toàn không phải là một thị xã bình thường như bao thị xã khác ở miền Nam hay trên thế giới. Thị xã không lớn, chỉ có diện tích như Đà Lạt và lại thêm cái vị trí đồi chập trùng nên càng giống thành phố Đà Lạt. Chỉ thay vào cây thông là những hàng cao su thẳng tắp của những đồn điền trong ngày xa xưa. Điều đáng nói là diệt cộng đã coi như sắp lấy được an lộc năm 72 trước khi bị quân ta đánh bực ra ngoài. Nên năm 73, chúng ta coi như chỗ nào trong thị xã, trước đó đều có diệt Cộng vào thăm rồi. Nên hiện thì, địch đã có tọa độ của mọi điểm trong thị xã. Bất cứ giờ nào, muốn pháo vào đâu, là chúng có thể cho chúng ta ăn dài loạt pháo ngay đúng vào chỗ chúng đã muốn. Còn pháo đặt ở đâu, thì càng dễ hơn nữa. Vì nếu An Lộc có cái chu di thị xã, chừng 2 hay 3 cây số, thì chỉ có bao nhiêu đó là quân ta đóng chốt để phòng thủ còn tất cả đất đai rừng cao su hay rừng già miền nam chung quanh thị xã đều do địch chiếm ngụ thường dân có mặt ở an lộc rất ít chỉ gồm những người bởi một lý do nào đó đã không bỏ đi nay họ ở lại thì sống một trăm bằng nghề buôn bán và khách hàng cũng một trăm là lính các đơn vị chung quanh họ tập hợp theo hai dãy phố lầu dài theo chợ cũ của thị xã cũng như một vài quán tiệm lẻ tẻ đâu đó trong thị xã. Đông nhất là ở ngã tư đường đi Lộc Ninh. Hàng quán rất nhiều mà toàn bán cà phê và khách hàng 90% là lính của liên đoàn 5. Vì bộ chỉ huy liên đoàn 5 biệt động quân thì gần ngay đó, chừng gần 1 km. Nhưng tổng số dân sống trong thị xã không lên đến con số vài trăm người và hầu hết là đàn bà. Và vì là cái đảo quốc gia bị cộng quân bao vây An Lộc không có giao thông đường bộ, trở về bất cứ đâu. Kể cả về quận lỵ gần nhất, cũng thuộc tỉnh Bình Long, là Trân Thành. Nói cho đúng, An Lộc năm 73, phải nói giống như một cái đảo nhỏ của ta, với đường kính dài cây số. Ở trên mặt biển là diệt cộng dày đặc chung quanh. Nhưng đâu phải chỉ có thị xã An Lộc mà thôi. Quận lỵ Trân Thành cũng không khác gì. Vì đó cũng là cái đảo còn nhỏ hơn cả đảo An Lộc Nói gì về tỉnh kế cận là tỉnh Bình Dương Hay xa hơn như thành phố Sài Gòn Tất cả việc giao thông dưới bên ngoài đảo An Lộc Đều phải thực hiện bằng trực thăng Hệ tản thương hay quan lớn lên xuống Thì là trực thăng cỡ nhỏ Còn chuyển quân hay lên xuống lương thực tiếp tế cho An Lộc hàng ngày Đều trông cậy vào mấy chiếc chi nút của sư đoàn 3 không quân ở Biên Hòa Mà đã lên xuống bằng trực thăng Thì dù trực thăng lớn nhỏ cỡ nào Việt cộng đều ra sức bắn hạ cho được Việc dùng súng trường là thường Chỉ có một lần cuối năm 74 Chính mắt tôi thấy Chúng đã dùng quả tiễn sam Để bắn một chiếc chi nút Rớt ngay ngoài hàng rào phòng thủ của quân ta Dĩ nhiên Việt cộng tràn tới sát chiếc chi nút Để tìm chiến lợi phẩm Và bên ta Đại đội trinh sát của Liên đoàn 5 biệt động quân Phải mở đường máu Tiến vào sát chiếc máy bay Để khiên sát 13 người tử nạn trở về phải nói là may mắn, thì thường chiếc chi nút chở hơn 30 quân. Nhưng hôm bị bắn, chiếc chi nút phải câu một bành lương thực thật lớn, nên chỉ chở được có 13 hành khách. Có điều không may là, nếu nó chở đông thì chở bất kỳ ai. Đằng này vì bị giới hạn, chỉ chở 13 người, nên nó chở toàn sĩ quan và đau đớn thay. 13 sĩ quan này toàn là sĩ quan biệt động quân, trong đó có 10 là của liên đoàn năm biệt động quân của tôi. Nếu diệt cộng có thể bắn vào thị xã An Lộc bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào, thì vấn đề trực thăng mỗi khi đáp xuống là một vấn đề cho quân đội ta. Vì chỉ trong mấy phút đầu yên trên mặt đất, thì chiếc trực thăng đó sẽ là chiếc mồi ngon cho địch bắn. Xin kể bao nhiêu kiểu lên xuống máy bay trực thăng, trong suốt thời gian tôi theo đơn vị đóng quân trong thị xã. Quân ta ở An Lộc Về quân đội ta trấn đóng ở An Lộc sau này ở lâu tôi biết được là ngoài hai liên đoàn biệt động quân 3 và 5, chúng tôi còn có mấy đại đội địa phương quân để phụ giúp. Các ban ngành của tỉnh Bình Long, đa số cũng đóng ở An Lộc như Ti An Ninh Quân đội, một trung đội quân cảnh tư pháp, một đại diễn liên chỉ có chừng một tiểu đội dưới quyền của một thiếu quý trẻ, một ti y tế mà chỉ gồm có bệnh viện tiểu khu Bình Long, dân dân. Nói về bệnh viện tiểu khu Bình Long thì có nhiều chuyện đáng nhớ y sĩ trưởng kiêm trưởng ti y tế Bình Long là bác sĩ Tiến hay tính. Xin lỗi dông hồn anh, tôi không nhớ họ anh, mà chỉ biết anh có một nốt ruồi to trên mặt. Nên từ ngày học y khoa và biết anh với tư cách Ider Anatomy ở cơ thể học viện đường Trần Hoàng Quân, tôi nghe ai cũng gọi anh là Tiến nốt ruồi. Sau này, tôi nghe anh qua đời vì cái nốt ruồi của anh là Noevo Casinomi. Cảm ơn anh Tiến rất nhiều Ở những cái anh dạy cho tôi Dưới quyền anh Tiến, Chỉ có hai bác sĩ cùng khóa 19 hiện dịch Là bác sĩ Chu Phú Trung Và Lý Phương Lâm Vì kế lớp nên biết rõ nhau nhiều Riêng Lý Phương Lâm Lại còn học chung trường võ trường toán Những ngày ở trung học Hãy thương binh cần tản thương về chữa trị Thì bệnh viện tiểu khu Lo cho địa phương quân Và các ban ngành khác Còn bệnh xá chúng tôi nhỏ hơn Nên chỉ lo cho biệt động quân sau anh Tín đổi đi rồi Năm 74 Chức vụ của anh được thay thế bằng bác sĩ Thân Trọng An Sau tôi một lớp Hiện ở Montreal, Canada Và tăng cường thêm ba bác sĩ rất trẻ Cùng khóa 20 hiện dịch Dĩ nhiên, không cần nói Anh em đồng nghiệp Ở nơi lửa đạn quen nhau Và thương nhau rất nhiều Tôi một lần Vì bên dực các đàn em khóa 20 này Mà đã suýt đánh anh chàng thiếu quý Của đại diễn liên trong một dịp mời các trưởng đơn vị ăn nhậu ở dinh tỉnh trưởng, Đại tá Phạm Giang Phúc, nguyên chỉ huy trưởng Liên đoàn 3 biệt động quân, thời đi sang Campuchia năm trước. Ngoài ra, từ ngày diệt cộng dây chặt trại Tống Lê Chân, thì một số quân nhân của tiểu đoàn 92 biệt động quân biên phòng là đơn vị gốc ở Tống Lê Chân. Bị kẹt lại không trở về đơn vị được, nên họ được tổ chức thành một đại đội để lãnh trách nhiệm một tuyến bao quanh An Lộc. Đại đội của 92 này được đặt dưới quyền chỉ huy của đại quý tùng nguyên tiểu đoàn phó 92 vì đi học gì đó mà bị kẹt lại ở ngoài an lộc đại quý tùng là anh ruột tôi ngày đầu tiên lên an lộc lần đầu tiên tiếp xúc với pháo của cộng quân là ngày tôi trở về với đơn vị và lên hành quân sân bay trong căn cứ long bình được gọi là sân bay cho nó dễ phân biệt với những vị trí khác trong căn cứ chớ thiệt ra nó chỉ là mảnh đất nho nhỏ, được tráng nhựa vừa đủ chỗ, cho chiếc chi nút đầu rước khách mà thôi. Đường bay Long Bình An Lộc là đường bay duy nhất của chi nút ở cái sân bay này. Chung quanh sân bay là bao nhiêu hàng quán của gia đình binh sĩ. Họ ra đó để bán hàng cho quân nhân lên xuống hành quân, để kiếm thêm chút đỉnh vào phần thu nhập của gia đình. Vì là bên trong căn cứ, nên khi trời nắng thì cái nắng nóng rất khủng khiếp. Nên các hàng quán này Đều căng những tấm táp để che nắng Và khách ngồi bu xung quanh Nên trong cảnh tượng thật vui Giống như mọi hàng quán trong nước vậy Chiếc trực thăng chi nút to tướng Nằm ngay giữa sân bay Người ta đi qua đi lại ồn ào Thông thường là vợ ra đó tiễn chồng Đi lên hành quân Các quân nhân có trách nhiệm Trực thuộc đại đội 3 quân cảnh của quân đoàn 3 Lo việc kiểm soát giấy tờ lên hành quân Của các quân nhân Hầu hết là biệt động quân cũng như lo việc cất hàng lên máy bay để tiếp tế lương thực cho An Lộc. Tới lúc khởi hành, thì các quân nhân đi một mình, không người đưa tiễn, ôm cái ba lô hay túi sách lên theo bửng sau mở rộng. Lên máy bay càng sớm càng dễ có chỗ ngồi, là những sợi ni lông đang lại với nhau làm ghế cho hành khách. Những ai có vợ con đưa tiễn, thì làm sao tránh được cảnh kẻ ở người đi và nước mắt của mấy bà vợ lính thì đổ ra nhiều vô số kể ai cũng biết đây là lần chót thấy mặt chồng biết đâu sau hôm nay họ sẽ thành quá phụ hay nhẹ ra là ít nhất một năm sau chồng họ mới được về phép bận bay lên an lộc có vẻ bình thường vào lúc đầu trừ có mỗi việc trực thăng bay lượn giống như hát xiếc những người lính ngồi gần tôi trên trực thăng giải thích là chiếc máy bay càng lạng qua lạng lại nhiều chừng nào là cộng quân càng bắn lên nhiều chừng nấy và trực thăng lạng là để tránh đạn của địch có khi trực thăng còn bắn ra trái sáng để gạt quả tiễn tầm nhiệt của địch chừng hơn nửa giờ sau khi bắt đầu bay là mọi người đứng dậy cả tay ai cũng cầm cái túi hành lý rồi tiến ra phía sau máy bay lúc này thì chiếc chi nút đã hạ cái bẩn sao xuống trống quát tôi thì hoàn toàn không hiểu gì hết chỉ việc ai làm sao tôi làm vậy Tôi cũng đứng dậy tay sách cái sạc marine hành lý Cũng xếp hàng theo anh em Anh chàng đứng trước mặt tôi Quay lại cười với tôi Bác sĩ mới ra trường hả Em hồi đó giờ chưa bao giờ biết mặt bác sĩ Mình sắp lên tới An Lộc rồi đó Tôi thì chuyên môn Mang quy hiệu hay lon lá Bằng chỉ theo màu đen nên không dễ gì thấy con rắn đen nhỏ xíu trên ngực áo tôi Nên tôi hỏi ngược lại Sao anh biết tôi là bác sĩ Dạ dễ mà ông Đâu bao giờ trung quý nào Có một đám quân y tá đưa đi như ông hồi nãy đâu Anh chàng này đúng là có ốc quan sát Và suy luận chính xác Tại anh ta nhìn kỹ lon lá của tôi Nên tôi mới nhìn kỹ lại Anh ta mang chữ V Cũng theo đen trên tay áo trái Và giờ này tôi mới thấy Anh ta là trung sĩ Với chữ CIP trên túi áo Tới lúc này Nhờ đứng gần cái bửng sao đã mở rộng, tôi thấy những đường đạn đạo từ dưới đất bắn lên và những tiếng nổ đi đùng của những trái sáng do máy bay thả ra. Bây giờ thì chiếc máy bay đã xuống rất thấp. Tôi đã có thể trông thấy mặt đường nhựa loang loáng chạy ngược theo chiều của chiếc máy bay. Những người lính chắc chắn họ đã lên xuống nhiều lần nên có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Bây giờ họ bắt đầu thấy bị quân trang xuống đường. Và tôi tới phiên cũng phải làm theo Tôi chưa hiểu gì cả Cũng may là cái sạc marine của tôi Chứa toàn quần áo Chớ cỡ có cái gì bằng sành Bằng sứ hay bằng chai Thì chắc chắn sẽ bị bể nát ra cả Anh trung sĩ giải thích Mình chỉ xuống có một mình Chớ sách cái gì thì đâu được Tôi nghĩ chắc lát nữa khi máy bay đậu lại Anh em sẽ trở lại tìm đồ của mình Ai ngờ anh lính đứng đầu tiên kế cái cửa trong phóc đã quay người lại nhìn vào trong thân máy bay và nhảy ào ra khỏi chiếc máy bay phải tả cho chính xác là tuy chiếc chi nút đã bay thấp sát mặt đường nhưng nó vẫn còn bay và so với xe hơi phải nói là vận tốc rất nhanh vậy mà trong chớp mắt những quân nhân có mặt trên máy bay đứng trước tôi về phía cái bẩn đã nhảy xuống sạch trơn tôi tự hỏi không biết nhảy kiểu này lại có khách hàng gãy giò gãy cẳng gì cho tôi nữa hay không? Nhưng tôi, sạc Marin đã thảy xuống từ nãy giờ. Đi học khóa nhảy dù cũng đã nhiều năm, nhưng cũng còn nhớ chút đỉnh về kỹ thuật nhảy. Tới phiên là anh lính đứng sau đã hối thúc. Tôi đành bậm gan, hai tay co trước ngực rồi cũng nhảy với hai chân chậm vào nhau, ra khỏi chiếc máy bay vẫn đang ào ào chạy. Hay bay, xà mặt đất. Chưa biết mình vô sự hay không, thì cộng quân đã bắt đầu pháo. Anh trung sĩ đứng phía trước tôi hồi nãy, đã kêu lớn. Bác sĩ, đừng có đứng dậy, coi chừng miễn pháo kích đó. Và anh đã chạy nhanh xuống chiếc rảnh bên đường. Thì ra hai bên đường, làm như có hai con mương nhỏ dư chỗ cho bao nhiêu người núp xuống. Và hiện tại, con mương đó đầy những hành khách mới xuống máy bay, đang nằm tràn lan để tránh những miệng pháo kích đang nhắm vào sân bay. Tôi lập tức làm theo khi ở dưới cái mương nhìn theo chiếc máy bay Tôi mới thấy lính ta đã bay hết cả xuống đường Dọc theo con lộ Trong khi máy bay đã ra khỏi tầm pháo Rồi địch tiếp tục bắn Nhưng ở đầu kia con đường Là những anh lính ở hành quân trở về hậu cứ Những anh này đã chạy thật nhanh Để quăng cái bị hành trang lên máy bay Trước khi đua người lên theo Và ở cuối đường Thì chiếc chi nút đã gầm lên dữ dội Để bay thẳng lên cao Coi như tất cả hành khách hoặc xuống hoặc lên máy bay, đều đã thanh toán hết. Việc cộng còn pháo lẻ tẻ thêm vài trái nữa, trước khi tiếng súng im hẳn, trả lại cho buổi sáng cái tỉnh mịch của buổi sáng đầu tiên tôi ở đất An Lộc. Bây giờ thì người ta lần lượt trở lên mặt đường, để đi dài dài ngược chiều, để tìm hành trang của mình. Anh lính nãy giờ dẫn đi với tôi lại nói, Mấy thằng chó đẻ này, sao không bao giờ ngủ yên hết vậy? Bắn cái gì? Có được con mẹ gì đâu mà bắn. Tụi nó lần nào mình lên hành quân cũng cứ bắn hoài. Để tụi em đi hành quân ráng sức giết cha nó, chết hết, để nó khỏi bắn nữa. Rồi sau đó, anh giải thích. Chỗ này gọi là phi trường Sa Cam, phi trường của Bình Long đó bác sĩ. Ông lên đây lần đầu, mà thấy ông nhảy ngon lành quá ha. Rồi chợt thấy bằng dù tôi đeo trên ngực áo. Ơ, ông có bằng dù mà, hèn chí. Tôi hỏi, ở đây sao gọi là phi trường Sa Cam vậy hả anh? có gì đâu bác sĩ Ai gọi sao mình gọi vậy Chắc là hồi xưa Không mất gì con lộ này Nằm trong cái đồn điền cao su tên Sa Cam chắc Có chiếc xe GMC Nãy giờ không biết đậu ở đâu Bỗng lù lù hiện ra trên đường Sau đó Chiếc xe chạy chậm chậm dọc theo đường Để dớt hết những hành khách Bây giờ đã tràn đầy trên đường Người nào cũng có cái ba lô Cái bị hoặc sạc đin như tôi Dĩ nhiên Màn lên xe GMC chạy chậm rì này quá dễ, so với cú nhảy xuống khỏi máy bay vừa rồi. Trên đường từ phi trường Sa Cam trở về trại, tôi mới biết anh Trung sĩ tên là Cấp. Sau khi anh ta hỏi tên tôi. Cũng như tôi biết, cái dùng để làm phi trường đúng là quốc lộ 13, sắp vào tới thị xã. Và đã được chọn cho chi nút vì bề ngang trống trải và bề dài, dài đủ cho cái kiểu lên xuống máy bay duy nhất trên thế giới này từ phi trường vô tới trại dành cho liên đoàn, chỉ chừng 2 km là cùng. Nhưng tôi có dịp để quan sát cảnh tượng ở thị xã An Lộc. Một thời nổi tiếng là thủ phủ cao su miền Nam, cũng như là Đà Lạt của miền Nam. Bây giờ, cao su thì còn đó, cao su khắp nơi, trong và ngoài thị xã. Nhưng cái giống Đà Lạt không còn nữa. An Lộc bây giờ sao quá hoành hiu, nhà cửa vô cùng thưa thớt. Cái mất thì do lửa đạn pháo kích Cái còn thì nhiều nhất tôi thấy Chỉ còn có hai bức vách Với phân nửa cái mái nhà Cây cỏ trong sân mọc tràn lan Cao thật cao Và như những cánh rừng nhỏ Mùa này vài loại bông vẫn còn nở Điểm thêm màu sắc Cho những cánh rừng cá nhân đó Con đường nhựa trong thị xã Chắc là cũng êm như ngày xưa Giờ đầy những hang hố Làm chiếc xe GMC chạy dặn sóc như ở một con đường quan dã nào. Tôi cũng như những người bạn chiến đấu của tôi, móc thuốc lá ra hút sau khi mời trung sĩ cấp một điếu. Riêng tôi, để tưởng tượng tới một an lộc ngày nào, thái bình, thịnh trị, đẹp đẽ chứ đâu như ngày nay. Cây dại mọc tràn lan ra cả lòng đường nhựa. Có cây lên cao bằng tôi đứng trên xe GMC. Tưởng tượng mức pháo tàn phá nhà cửa, đất đai như thế Hỏi con người trong thời đánh nhau năm 72 Làm sao sống sót được Rồi cổng bộ chỉ huy liên đoàn Chợt hiện ra trước mắt Với tấm biển trại Trần Hữu Phương Để kỷ niệm tên một vị sĩ quan Ở tiểu đoàn thuộc liên đoàn Đã tử trận lúc tôi chưa trở về Trại Trần Hữu Phương Có hai biệt thự tương đối còn nguyên dạng Nằm hai bên cổng Một ngoài dòng rào Là của trung tá liên đoàn trưởng Một ngay bên trong dòng rào là của trung tá liên đoàn phó nếu biệt thự của ông liên đoàn trưởng chỉ là một căn nhà to đẹp bình thường, thì căn ông liên đoàn phó lại nằm trên cái nền được đổ cao lên cả thước. Sau này tôi mới biết, khi trung tá liên đoàn trưởng muốn gặp ai, ông ta phải đi bộ qua bên bộ chỉ huy và khi nói chuyện, ông ta đứng ngang như hai người nói chuyện với nhau. Nhưng ông trung tá liên đoàn phó thích nói chuyện với bất kỳ ai rất dễ dàng. Chỉ bước ra ngoài lan can trước nhà nếu không có ai nói chuyện với Thì cũng quan sát và kiểm soát Được người ra vào cổng trại Trần Hữu Phương Mà hãy nói chuyện với ai Ông ta cũng chuyên môn nói bằng cái kiểu Đứng ở lan can trước nhà ông ta Ở đầu cầu thang Lên chừng 5 hay 6 bậc cấp Nhờ thế Ông ta luôn luôn nhìn xuống khi nói chuyện Trong khi người đối thoại Cứ phải ngưỡng mặt lên hoài Nội vị trí đứng Là ta có thể cao ngang bằng chân ông ta Và kiểu này làm tôi nhớ lúc tôi ở tù ngoại Bắc. Mỗi khi làm việc với bọn cán bộ, chúng cũng chuyên môn ngồi trên ghế. Trong khi người tù ngồi đối diện và dưới đất, để mình cứ ngỏng cổ lên hoài. Sau lưng biệt thự của Trung tá Liên đoàn trưởng, đối diện với biệt thự của Trung tá Liên đoàn phó, là những giải lô cốt che kính bằng bao cát, là nơi cư ngụ của các sĩ quan, cũng như các ban ngành thuộc bộ chỉ huy. Dĩ nhiên trừ quân y, có bệnh xá nằm riêng ở cuối con đường chính đi từ cổng vào trại. Bệnh xá quân y hành quân của Liên đoàn 5 biệt động quân. Chiếc xe GMC chậm chậm chạy qua cổng Trần Hữu Phương. Vào tới ngay sau đó là cái sân rộng thênh thang với bao nhiêu quân nhân của Liên đoàn đang đứng lố nhố để đón người mới lên. Bên phải là cái biệt thự nền cao. Sao tôi mới biết là của Trung tá Liên đoàn Phó. Bên trái tôi là giải lô cốt các lô cốt của sĩ quan bộ chỉ huy liên đoàn nằm ngay ngắn thành hình vuông để bao quanh cái sân rộng tráng xi măng láng bóng dùng để làm sàn nhảy ngày trước hiệp định paris hàng lô cốt ở sân liên đoàn nhìn thấy chỉ là một cạnh của cái hình vuông này còn trước mặt tôi là con đường đất đỏ thẳng tắp rộng rãi sạch sẽ với vài căn nhà hai bên đường tất cả quân nhân trên xe gmc đều nhảy xuống xe ai với hành trang nấy Hạ sĩ Long, y tá của tôi, từ những ngày xa xưa ở trận Quảng Trị, ở trong đám đông chợt tiến đến, dành sách cái sạc Marine của tôi sau khi chào kính. Lâu quá mới gặp lại ông thầy. Tôi tưởng ông thầy xuất ngoại năm trước, trở về chắc giải ngũ mẹ nó rồi. Ai về ông thầy còn lên đây với tụi tôi? Anh chàng hạ sĩ y tá này, con người rất dạm dở. Đi tới đâu, anh ta cũng tìm những vật nặng để dùng làm tạ và việc tập tạ của anh ta không gián đoạn bao giờ nhưng anh em quân y cũng như các quân nhân khác của bộ chỉ huy liên đoàn cứ gọi anh ta là long mập tuy rằng trên người anh ta thì không có chút mỡ nào tôi gặp long mập cũng mừng rỡ kể gì vì ít ra gặp người quen cũ đã đi chiến đấu với mình tôi nghĩ giúp cho đời sống dễ hơn toàn người xa lạ ê long mập quân y mình trên này bây giờ còn có ai quen và ai làm y tá trưởng y tá trưởng thì không có sau khi ông chuẩn quý hải đi quản trị về ổng già quá nên đã đổi đi đơn vị khác còn trung sĩ nhất c chắc bác sĩ có gặp ổng ở hậu cứ bây giờ lên thượng sĩ rồi ổng lo trông coi hậu cứ nên mình trên này chỉ có mấy thằng mới đổi về hoặc mấy thằng khùng mới ra trường quân y đã ngu chọn biệt động quân mày nói vậy té ra hồi tao ra trường Tao chọn biệt động quân cũng là ngu sao Long Mập chưa trả lời Thì bây giờ Đám hành khách đã tan hàng Để lo đi về căn cứ của họ Trung sĩ cấp cũng đang sách ba lô Đi theo cùng hướng với tôi Nên tôi hỏi Ủa Trung sĩ đi đâu đây Dạ em phải trình diện tiền cứ của tiểu đoàn trước khi vô dốt đã Bác sĩ gọi em bằng cấp bậc Nghe trịnh trọng quá Sao ông không gọi em mày tao như gọi đệ tử của ông cho thân tình. Muốn vậy cũng được, ngã nào chắc mày cũng nhỏ tuổi hơn tao. Bây giờ tôi mới thấy, trong khi hạ sĩ Long Mập và tôi đang đi về hướng bệnh xá hành quân, thì bên phải con lộ chính trong căn cứ là dãy nhà tiền cứ của ba tiểu đoàn. Cấp chào tôi, rồi quẹo vào trong một căn nhà. Long nói, bệnh xá, nhà mình, ở ngay trước mặt đó ông thầy xin độc giả cho tôi vài dòng để tả cái bệnh xá hành quân của Liên đoàn 5 Biệt Động Quân, đóng ở thị xã An Lộc năm 1973. Vì không hiểu sao, tôi có cái cảm giác rất thương thương với cái bệnh xá này. Tuy nó chứng kiến sự ra đi của bao nhiêu bằng hữu, bao nhiêu người lính trẻ, và cũng là nơi tôi bỏ bao nhiêu tâm huyết để xây dựng và tồn tại, cũng như sống sót ở cái đất dầu sôi lửa bỏng này bệnh xá cao khỏi mặt đất chừng 1.5 mét, với những hàng tôn che làm mái, và bao nhiêu bao cát chất đầy phía dưới mái tôn để chống pháo kích. Cái mái tôn hiện ra trước mắt tôi, dài chừng 50 mét, nằm thẳng gốc dưới con lộ chính của trại. Bên trái một chút là cái mái nhà nhỏ nhỏ, là nơi cửa chính xuống hầm. Tôi lẻo đẻo theo sau lông mập, anh chàng vừa bước trên cầu thang xuống hầm, vừa bô bô cái miệng. Tụi bé ơi, có bác sĩ ẩn hồi xưa trở lại và lên đây nè. Cuối cầu thang chừng 14 bậc. Anh em quân y tá đủ mọi kiểu quần áo đã xuất hiện đầy ngẹt. Ai cũng chào và mừng rỡ khi gặp lại tôi và làm tôi cảm thấy thật ấm lòng cho sự thương mến của thuộc cấp với mình. Và sẵn mối cảm động trong lòng và sẵn anh em đông đúc. Tôi bèn nói mấy câu phát ra từ trong tim tôi. Chào mừng các anh em có gì sướng cho tôi bằng còn sống Và có dịp gặp lại anh em Thời gian tôi ở đơn vị này Sau khi ra trường chỉ có mấy tháng Tưởng tôi làm gì có được cái dinh dự Được anh em thương mến Để chào mừng tôi như thế này Tôi xin hứa với lòng Và với các anh em Tôi sẽ hết sức làm cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn Cũng như bệnh xá quân y của chúng ta Không bao giờ là ác mộng Của các chiến sĩ trong liên đoàn năm biệt động quân Rồi tôi nói tiếp Ê cho tôi chút thời gian Để đi quan sát tình hình bệnh xá cái đã chứ Chỗ tôi bước xuống cầu thang Và anh em quân y tá đứng đầy ra đó Là một căn phòng trống trải Chiều rộng là nửa cái hầm Là 2,5 mét Còn chiều sâu độ chừng 3 mét Lông mập sách cái sạc marin Đi vào căn phòng kế bên trong Vừa đi vừa nói Phòng ngủ của bác sĩ nè Em để cái sạc marin trong này cho ông nhé. Tôi bước vào nửa bên kia và thấy phòng ngủ tương lai của tôi rất nhỏ bề ngang chỉ vừa đủ hai chiếc giường đóng bằng dáng ép với một khoảng đường đi nhỏ ở giữa nhìn thấy hai cái giường tôi sực nhớ ra liên đoàn có hai bác sĩ ngày xưa trước khi tôi bị bắt làm tù binh thì y sĩ trưởng là đàn anh trên tôi một lớp là anh quỳnh kim trung còn bây giờ là ai tôi có lên hành quân cũng để cho bác sĩ kia đương kim y sĩ trưởng trở về để lo chuyện hậu cứ vậy anh đâu rồi như đọc được ý nghĩ của tôi long nói bác sĩ còn nhớ bác sĩ trung không ông mà hồi trước ở quảng trị là y sĩ trưởng liên đoàn đó hiện giờ chắc ổng lên trên bộ chi Huy nên không có ở nhà à anh trung còn ở đây thế là tốt lắm vì ít ra anh với tôi cũng có chút dây dưa cảm tình nên không gì sướng cho bằng trong quân đội mà có xếp trực tiếp là người biết mình quen càng tốt nay anh Trung mà còn ở đây thì coi bộ tôi sẽ dễ làm việc hơn là một anh lạ nhiều thế là tôi ra khỏi phòng để đi tiếp thăm bệnh xá qua cái cửa chỗ phòng khách cạnh phòng tôi ngủ có một cái phòng to hơn cả phòng ngủ của tôi và phòng khách vì nó chiếm hết bề ngang căn hầm mà trong đó là bao nhiêu giường ngủ đóng bằng gián ép để nguyên miếng nên chắc chắn không phải dành cho một người nằm Có người nói với tôi Đám đệ tử ngủ ở đây đó ông thầy Trong góc phòng Là một cái tủ đứng lớn có khóa Tôi hỏi Tủ ai mà bự vậy Trả lời Tủ đó của anh em xài chung hễ có gì quý giá Ai cũng bỏ vô đó cho khỏi mất mát Tủ thuốc ở đâu Tụi em để tùm lum trong phòng ngủ y tá thôi Tôi đi ra khỏi phòng ngủ y tá Và căn hầm trở nên rộng thênh thang với đường đi ở giữa hai bên là hai dãy giường cũng bằng dáng ép mà trên đó tôi liếc sơ cũng chừng mười người bệnh kẻ nằm người ngồi nhưng ai cũng nhìn tôi một quân y tá giới thiệu trống không đây là bác sĩ ẩn người sẽ thay đổi đi hành quân với bác sĩ trung đó đừng thấy ổng mặt mới mà lại trẻ rồi tưởng ổng mới ra trường nha các anh ổng ra liên đoàn mấy năm trước rồi bị việt cộng bắt làm tù binh ở quảng trị bây giờ trở về lại với mình đó thương bệnh binh xì xồ gì đó nhưng không ai nói với tôi nên tôi đi thẳng nếu căn phòng chính và to nhất của bệnh xá là trại bệnh thì cuối hầm lại là cái cầu thang lên xuống cũng giống như cầu thang tôi xuống hầm hồi nãy có người nói cầu thang này đi ra cửa sau bệnh xá đó ông thầy tôi đi theo cầu thang lên lầu thì thấy nhà bếp của quân y nhà bếp hành quân của lính thật là đơn giản không có gì ngoài chiếc bàn dài làm bàn ăn với hai cái băng hai bên làm ghế ngồi bên cạnh đó là một cái kệ được xây bằng đất nung để làm bếp một cái tủ làm gạt mang gơ tôi tới ngồi trên cái băng ghế nhìn quanh quất thì thấy miếng đất ngay bên cạnh cửa sau bệnh xá rộng chừng 15 x 15 mét cây cỏ mọc um tùm giống như những cái giường trong sân dân nhà bình long hồi tôi đi qua dài cái thùng phi đựng nước dùng trong bếp và cầu tiêu xa hơn nữa. Nhưng đáng kể nhất là ngay cạnh giữa bệnh xá và hàng rào phía sau của trại là một cái nghĩa trang và tôi được cho biết trong những ngày đánh lớn ngay trong thị xã năm 72 tử sĩ quân ta không được đưa xác về vì trực thăng lên xuống không được vì thế phải chôn tại chỗ. Trước mặt tôi là nghĩa trang tử sĩ liên đoàn 3 biệt động quân. Vì ở trong cái đảo An Lộc mà chung quanh là biển diệt cộng nên mồ mã có vẻ tiêu điều, cỏ tranh mọc tràn lan và không có hương khói gì cả. Tôi chợt buồn. Sau màn thăm nhà thăm cửa của mình, tôi bèn đi một vòng bộ chỉ huy, coi như ma mới dọn nhà về đi chào ma cũ ở hàng xóm. Nhưng trong óc tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ ra được an lộc nói chung và bệnh xá của quân y chúng tôi sẽ là nhà của tôi trong một năm rưỡi nữa cho tới cuối năm 74. Trần Trung Cấp, lần gặp cuối, buổi sáng kia một trung sĩ xăm xăm đi tới bệnh xá và hỏi tôi có ở hành quân không sẵn sáng cũng còn sớm nên tôi sắp lên nhà bếp để uống ly cà phê sữa sáng trông thấy anh trung sĩ tôi nhớ mặt quen quen nhưng không nhớ ra là ai anh chàng cười lớn chào tôi và nói bác sĩ quên em rồi hả em là thằng cấp bữa bác sĩ lên an lộc lần đầu là ngồi kế em đó ừ nhớ ra rồi em về phép hả Sướng nha Phép gì mà phép lia lịa với bác sĩ Bữa về phép lần trước Rồi trở lên gặp ông Chưa được năm mà Dễ gì ai cho đi phép nữa hả ông Thì mày kêu gì cộng cho mày xin viên đạn đi Hãy tản thương về đây Thế nào mày cũng được tản thương về dưới hả à? Y tá của tôi Không biết ai đã nói vậy Tiếp theo là mấy thương binh Cũng nhao nhao chen lời Ờ ráng bị thương đi mày Sẵn có ổng ở trên này là mày đi phép coi như chắc chắn đó Cấp Tụi bay nói vậy Chứ lỡ ăn viên đạn của Diệt Cộng Rồi tao đai men làm sao Còn nói ổng cho mấy thằng bị thương tản về dưới Sao tụi bay còn ở đây Một thương binh Trung sĩ có nhớ bữa trước Diệt Cộng tấp chốt ban đêm Cả chốt tôi ba thằng đều bị thương không Vậy mà bữa nay có mình tôi ở đây hà Tại hai thằng kia gần lành rồi Nên thay Diệt trả ra đơn vị đánh giặc tiếp ổng cho về phép tản thương hết rồi hễ mà gần lành ổng mới cho về chớ nặng ổng nói chỉ về cho bà già khóc và báo vợ báo con thì về làm chi tôi cứ ngồi yên lẩm nhẩm uống ly cà phê để cho cấp và mấy thương binh nói chuyện lung tung hết bị thương tại cái gì tản về bệnh xá rồi ăn ở ra sao bác sĩ của mình chữa bệnh ngon lành lắm ra sao mấy cha ca tôi nhiều quá làm tôi quê nên tôi mới xí vô Thôi mấy thằng ông nội Đồ má Ca cho tao cũng ca vừa vừa thôi Ca quá người ta cho là xạo đó Nhưng cấp đã hiểu được câu chuyện khá nhiều Quân y phải nuôi ăn chùa cho thương binh Nên ăn uống giống như kinh nguyệt Rồi sụp bất thường Anh em cố trông cậy Vào tài bi gia của thằng phỉ Mới ra trường quân y Và tài đánh domino công ký của tôi Và trung sĩ nhất bảo Khi có đụng độ với bất cứ ai ngoài quân y Tôi cũng ráng vừa học bi da của phỉ Vừa học domino của trung sĩ Nhất Bảo Với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh cho quân y Tôi cũng đâu về Trường quân y gửi về tôi Một binh nhị đánh bi hay hiếm thấy Cũng như chuyện kéo trung sĩ Nhất Bảo Ở trên sát về Là thêm tay domino xuất thần nhập quá Cho chúng tôi kiếm thêm tiền đi chợ Nếu lần đó Trung sĩ cấp chỉ ra liên đoàn Vì có công tác gì đó Thì nhiều lần sau Cấp đem ra cho chúng tôi khi trái bí khi trái mớp thậm chí cả thịt rừng mà anh đã bắn được trong chốt heo rừng nhiều nhất sau đó là đủ loại con từ nhỏ tới vừa dừa và đời tôi sống ở an lộc là giai đoạn tôi được ăn thịt rừng nhiều và thích lắm nhưng sau an lộc tôi không bao giờ ăn thịt rừng trong tiệm ăn ở sài gòn nữa cả vừa không ngon vừa tội nghiệp con thú rừng và vừa phá hoại thiên nhiên thì ra tình trạng ở trong chốt cũng giống như tôi làm giường lính mình cũng ráng dành thời giờ chút đỉnh để trồng trọt cho có gì ăn thêm nên ai ở trong chốt lâu chừng nào thì có nhiều cây trái chừng nấy không những một mình cấp mà anh ta nói sau đó nên trong chốt lần lượt bất cứ tiểu đoàn hay đại đội nào thỉnh thoảng đều có quà cho quân y cả và từ đó sự ăn uống của anh em và tôi cũng không đến nỗi nào còn khá hơn ăn trên bàn nhà sĩ quan nhiều phải nói miếng ăn là miếng tồi tàn nhưng trong những trái bầu trái bí hay đơn giản như một cái đùi heo rừng cho bệnh xá quân y chúng tôi ai cũng cảm nhận được sự cố gắng của mình đã được anh em ghi nhận và riêng tôi tôi sung sướng là được anh em hạ sĩ si quan binh sĩ mến thương cho dù trái bầu trái bí tuy rằng đó chỉ là những món vô cùng đơn giản trong gia đình việt nam từ đó bệnh xá lại giống như quán xá thì đúng hơn bao nhiêu hạ sĩ si quan binh sĩ ghé chơi ngày nào có chuyến bay những ngày mưa bão hay đánh nặng quá trong chốt thì máy bay không lên có lần tôi ôm ba cái xác chết tiếng nhà binh gọi là tủ lạnh mà không có máy bay lấy gì mà chở về chúng tôi đã phải để ba cái xác chết nằm ở cái trái trong sân bộ chỉ huy kề bên bệnh xá và khi xác bốc mùi hãy xác có mùi là máy bay sẽ từ chối chở không biết tại sao nữa chúng tôi phải mở bông xô ra để cởi đồ nạn nhân rồi lao cả người xác chết sau đó lại bó bông xô trở lại gọn ghẽ và đẹp đẽ hơn trước tôi nhớ mãi có một lần cả chục ngày liền không có máy bay cho dù là kêu gào trực thăng tản thương ly lịa và khi đó mỗi xác chết chúng tôi phải làm liên tục clean up và repack những mấy lần cấp cũng vậy từ cái quen biết có một chuyến bay đi chung tới sự ra liên đoàn ghé bệnh xá chơi nhiều lần và lòng kính trọng tôi của cấp Dần dần biến cấp từ một người xa lạ Trở thành một nhân vật rất quen biết của quân y Và anh đối với tôi Không phải đơn giản là giữa hai người lính Mà như hai anh em Không biết cấp nghĩ sao về tôi chớ thật ra Tôi coi cấp như em ruột tôi chẳng bằng Nếu cấp mỗi lần ra Là sách theo cái gì đó cho quân y Thì tôi cũng hay kiếm cái gì trong bệnh xá Để cho cấp đem về chốt để có ăn Một lần sau cả năm sau khi tôi lên an lộc chết gì cấp ra tới liên đoàn miệng cười hớn hở nói với tôi sao lạ quá lần này bộ nhờ lên lon sao mà chưa tới năm đã được đi phép bây giờ tôi mới nhận ra cấp đã lên trung sĩ nhất những cuộc nói chuyện trao đổi thường lại diễn ra cho tới khi tiếng ơi ới của mấy người được đi về long bình văng vẳng vọng xuống bệnh xá thì cấp chào tôi và mấy quân y tá rồi xách ba lô đi đúng ba ngày sau tôi được nghe trung sĩ nhất bảo nói với tôi thằng cấp sau đi có ba ngày mà đã lên rồi tôi đáp chắc gia đình nó bị quan hôn tan tế gì nên nó đi phép ít ngày chứ gì kệ mẹ nó lát nó ghé thì mình hỏi để chia buồn với nó tôi nghĩ cha mẹ cấp chắc có chuyện tang lễ gì đó đâu được ông thầy nó lên và đi thẳng vô trong chốt luôn rồi à cái đó mới lạ dữ Tôi có ý giận Sao cấp lên không ghé tôi Mà đi thẳng vô chốt Tối hôm đó Tôi nghe thật xa có tiếng nổ lớn Và chỉ một tiếng mà thôi Anh em quân y bàn với nhau Không biết là nổ cái gì Mà tiếng nghe như lựu đạn Nhưng lạ ở chỗ Cho dù ta hay gì cộng tấp chốt nhau Thì phải có nhiều tiếng nổ mới đúng chứ Đằng này chỉ có một tiếng rồi ngưng Có người bàn Chắc thằng gác Thấy cái gì nên tông ra một trái lựu đạn nhưng chỉ giây phút sau là quân y có điện thoại để đi vào tiểu đoàn 30 chở cái tủ lạnh. Tức thi hài, ghi chú của cơ năm quà. Ai tấp chốt ai mà tiểu đoàn 30 lãnh một con như vậy. Cũng thời là mấy tiểu đoàn biệt động quân của liên đoàn. Nhưng vì ở lâu nên Việt Cộng biết hết tình hình quân ta. Nên thường thường Việt Cộng né gần như không bao giờ muốn chơi với tiểu đoàn 30 cả. Vì tiểu đoàn này đánh giặc rất ngon lành và nổi tiếng từ Campuchia, căn cứ Alpha cho tới nay. Sao lại tiểu đoàn 30? Nhưng thắc mắc gì thì thắc mắc, mà nhiệm vụ của chúng tôi vẫn cứ thi hành như thường lệ. Tủ lạnh thì thường hễ ban đêm. Chúng tôi để ở cái nhà sập nghiêng cạnh bên quân y. Để sáng rồi sẽ rửa rái sau, trước khi đưa lên trực thăng để chở về hậu cứ. Nhưng vì chưa biết có thương binh hay không, nên thầy trò chúng tôi sẵn thức thì thức luôn để chuẩn bị một lát sau khi tiếng xe jeep của sáu gà lúc đó jeep của sáu gà chưa bị bắn nên tối còn dùng đi tản thương được đổ xịt ngoài cửa sau bệnh xá chỗ nhà bếp anh em chúng tôi ùa lên để phụ khiên cái tủ lạnh xuống và đón thương binh nhưng không có thương binh nào cả mà chỉ có một cái tủ lạnh làm như linh tính bảo tôi sau đó mà tôi muốn cởi cái bông xô do tiểu đoàn bó sát ra để lau rửa nạn nhân thay vì chờ trời sáng như thường khi và quý vị có biết cái xác nằm trong phong xô khúc mình đã nát bét chỉ có khúc hai chân và may mà cái mặt còn y nguyên và cái mặt đó là cái mặt của trần trung cấp người lính trẻ vừa lên trung sĩ nhất có mấy hôm anh chàng quân y tá của tôi đã tháp tùng sáo gà đi tản thương cho biết cấp đã đuổi tất cả anh em tiểu đội ra ngoài lô cốt để nằm trên võng và ôm trái lựu đạn vào bụng một mình để tự tử. Việc cấp tự tử hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ của tôi. Nếu nói việc cộng bắn sẽ anh, hay anh tóc chốt rồi tử trận, thì còn có chỗ vô lý. Vì đã sống lâu ở An Lộc, nên cấp sống rất sành nghề trong chốt. Không dễ gì việc cộng bắn sẻ anh được. Chỉ có tóc chốt thì có lý. Vì cấp vẫn nổi tiếng là gan dạ. Bởi vậy lên lon lẹ so với cấp bậc hạ sĩ quan. Nhưng tự tử cấp trẻ trung yêu đời vui vẻ lễ phép có thể nói tôi hoàn toàn không tin được mà cũng không bao giờ đoán được người như cấp lại đi tự tử thầy trò xúm nhau tắm rửa thay đồ cho cấp lần cuối cùng của anh nhưng tôi đã dạng dày quá nhiều ở mặt trận sao nước mắt cứ chảy xuống nhòe cả mắt tôi nói tụi mày lo cho nó đi tao không muốn dòm thấy nó như vậy đâu mấy ngày sau tôi được gặp trung quý đại đội trưởng của cấp trong một dịp anh chàng ra bộ chỉ huy liên đoàn để họp anh ta đưa cho tôi một lá thơ nói của cấp nhờ trao lại cho tôi tôi chỉ liếc qua là xong vì bức thơ chỉ có một dòng chữ và không dừng lại được tôi chỉ có thể nói đồ mẹ nguyên văn lá thơ như sau xin lỗi anh nếu làm anh buồn nhưng anh là bác sĩ anh có thấy trường hợp ai không ngủ với chồng cả năm mà có con ba tháng không cấp? Xin quý vị độc giả tự hiểu dùm cho tôi, vì chính tôi, tới giờ này vẫn thấy thương cấp và thù ghét người đàn bà lỡ làm vợ cấp. Tại sao bao nhiêu người chờ chồng được, mà cô ta thì không? Để quân đội mất đi một chiến sĩ can trường và chúng tôi mất đi một người em dễ mến, cũng may. Không lâu sau thì tới phiên tôi rời An Lộc vĩnh viễn bởi lý do giải ngũ. Nhưng tới ngày hôm nay, gần 40 năm sau, tôi vẫn nhớ hoài An Lộc của thời năm 73 và Trần Trung cấp. Tôi cả chục năm trước có dịp về Việt Nam. Tôi đã mướn xe lên An Lộc chỉ với ý niệm tìm lại cái gì của ngày xưa. Nhưng tôi đã bị lạc. An Lộc bây giờ là của chế độ mới với bao nhiêu nhà tư bản đỏ đã biến an lộc của Trần Trung Cấp và tôi ra khác đi quá mất rồi. NNA Diễn đàn cựu sinh viên quân y năm 2010 Bài viết đến đây là hết. Xin cảm ơn tác giả quân y ẩn cũng như quý vị và các bạn đã cùng nghe truyện.